Ok các bạn, thì mình đi ăn sáng về nè các bạn. Khúc này mình phải lồng tiếng vô thôi các bạn này. Mình mới ăn sáng về, nằm đưa giỏng toàn ten chút xíu thì chú Thương ông gọi mình xuống đóng la phòng phụ ổng các bạn. Đó, nhưng mà nghề của mình thì đâu phải là đóng la phong đâu, nhưng mà thôi kệ, cũng gán phụ ổng làm. Đó, ông mua la phong về sẵn hết trơn rồi nè, nó gán phụ ổng làm chứ sao giờ. Nay cũng chủ nhật mà. Đó, sáng giờ thấy ông đóng lắc nhắc cũng được nhiêu đó rồi đó, được có mấy cây vê xung quanh tường nè. Đó, nhưng mà làm gì làm, uống ra cho mà giường kiếm trái dừa uống cái đã, cho nó mát mẻ rồi mình mới vô trong mình làm tiếp các bạn ơi. Đó, các bạn thấy giường tược bao la không? Mát mẻ không? Cò bay gãy cánh luôn á các bạn. Đó, đi ra ngoài giường là phải kiếm mấy cây dừa nào mà tơ nhất, thấp nhất mà có một hoài một chặt nguyên hoài xuống uống luôn nó mới đã các bạn. Đó, hoài được ba trái, cây dừa được ba trái, chặt ba trái uống luôn các bạn. Đó, mình uống ba trái đó còn chú Thương không lượm đâu được trái dừa đang thụ lùi nè, không uống mình nữa mà. Rồi, ăn uống no say giờ tiếp tục công việc thôi. Cùng các bạn ơi, cuối cùng cũng đã xong rồi. Rồi tấm cuối cùng không vô luôn. Rồi cuối cùng hai đứa cháu cũng đóng xong rồi nè các bạn ơi. Đó. Đẹp không các bạn? Trong đây nữa nè. Rồi trong đây dễ đóng hơn, trong đây chút xíu à. Đó. Rồi. Rồi, thu dọn chiến trường. Bài coi nè, trời ơi. Hết biết là bài luôn. Rồi. Rồi, vậy là thì mình kết thúc clip một ngày chủ nhật của mình ở đây nha các bạn. Thì hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Các bạn nhớ nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình, để mình có động lực làm thêm những video tiếp theo nữa nha các bạn. Bye bye, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye.